mất khả năng ăn nhai, tiêu xương hàm, các bệnh hô hấp, khớp dễ phát sinh là những hậu quả nghiêm trọng của việc mất răng toàn hàm. Khi toàn hàm răng đã bị mất, xương hàm của bạn không còn làm điểm tựa để thực hiện chức năng ăn nhai nên sẽ có xu hướng tiêu dần. Đó là cơ chế suy thoái tự nhiên của cơ thể con người. Quá trình tiêu xương hàm diễn ra một cách nhanh chóng. Khi toàn bộ xương hàm mất hết, khuôn mặt của bạn trở nên ngắn lại, hai má hóp, khuôn mặt trở nên già nua. Mặt khác, sau khi tiêu xương, việc ăn nhai sẽ trở nên khó khăn, khiến cho hệ tiêu hóa của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, khả năng hấp thu chất dinh dưỡng cũng bị suy giảm theo. Khi người bị mất răng với số lượng lớn như mất răng toàn hàm, thì các bệnh lý về hô hấp, khớp thái dương sẽ rất dễ phát sinh và rất khó để phục hồi. Bảo là điều trị ước là ước gì mình có răng để ăn nhai và để tiếp xúc với mọi người không được ngại. Là cả hàm trên hàm dưới dụng đến 5-6 chiếc răng, những cái chiếc bên cạnh còn hôm nay. Chính bởi vậy cho nên cái chiếc răng ăn ấy không thể thực hiện được. Tôi nói nó cũng âm không chuẩn. Trước đây, những trường hợp mất răng toàn hàm, nếu cần làm lại phục hình thì chỉ có giải pháp là làm hàm giả tháo lắp. Người mang hàm giả tháo lắp này cần có thời gian thích nghi, tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những bất lợi như hàm lỏng lẻo, nói ngọng khi phát âm, cảm giác vướng víu trong miệng, sức nhai kém. Hơn nữa, hàm giả chỉ phục hồi được 50-60% khả năng ăn nhai, nên bệnh nhân thường có cảm giác ăn nhai không ngon miệng như trước kia. Implant là phương pháp phục hình răng mất, giải quyết được hầu hết tất cả các nhược điểm trên, đem lại cảm giác dễ chịu cho bệnh nhân vì răng thay thế được làm theo đúng hình dạng và kích thước của răng cũ. Khả năng ăn nhai được phục hồi lên đến 90% và tuổi thọ cao. Cấy ghép implant có thể hiểu, đơn giản là một thanh titanium được cấy ghép vào trong xương hàm để thay thế cho chân răng đã mất. Như vậy, bệnh nhân dù là mất một hay nhiều răng vẫn có khả năng được khôi phục. Đây được xem là giải pháp phục hình răng hiện đại và ưu việt nhất hiện nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích khác về cấy ghép implant, hãy gọi ngay tới số tổng đài 024-666-22699 hoặc đến trực tiếp nha khoa Lạc Việt để được bác sĩ chuyên gia thăm khám và tư vấn hoàn toàn miễn phí.